Rồi, chào các bạn đã trở lại với kênh Aletho Review, tức là Aletho Discovery Channel là khác nha. Cái hay lộn tại vì mình có hai kênh. Kênh Aletho Discovery Channel là cái kênh mà câu cá biển giúp cơm, còn cái đây là Aletho Technology Channel là chuyên về sản phẩm công nghệ. Thì hôm nay là mình tiếp tục là review một cái sản phẩm mà rất là nhiều anh em muốn tìm hiểu và hỏi mình. Đó là cái camera hành trình Web Vision, mà cái model của nó là A28, là cái loại đang hot nhất hiện nay. Với cái chức năng của nó là đọc được bản số thông báo trên đường, ví dụ như là bản số tốc độ hay là cái này cái kia là nó đọc được. Ví dụ chúng ta đi vô cái kho bạc, ra kho bạc nè, là trong đó là có những cái giới hạn tốc độ bao nhiêu đó, là thằng camera này nó thông minh là nó nhận được cái bảng đó để nó thông báo cho chúng ta. Thì cái đó là mình sẽ quay khi mà mình chạy xe ở ngoài đường là mình làm sao. Còn bây giờ là mình sẽ làm một cái động tác là mình mở hộp. Thứ nhất là mình khui hàng, thứ hai là những cái phím chức năng của cái A28 này nó có những cái chức năng gì, mình vô trong menu mình sẽ thấy. Thứ ba, một cái rất là quan trọng là cái camera này nó phát wifi, nó kết nối với cái app trên điện thoại để chúng ta là cài đặt nè, sử dụng dữ liệu lấy phim ảnh ra hoặc là quay trực tiếp bằng cái điện thoại mà không cần là phải tháo camera này xuống, gỡ thẻ nhớ ra, cắm vô máy tính, rất là cực đúng không? Thằng này nó phát wifi qua điện thoại chúng ta và chúng ta làm luôn cái chuyện đó. Thì để khỏi mất thời gian thì mình vô công tác ngay luôn ha. Rồi. Một cái bộ mà công ty Nano bán ra. Công ty Nano là đại diện chính thức của Web Vision nha các bạn ha. Và chúng tôi đã bán được rất là nhiều cái sản phẩm này cho rất nhiều cái anh em để mà gắn lên xe. Thì bây giờ là cái hàng này thì bây giờ nó kèm theo, thứ nhất đó là chúng ta thấy là cái thẻ nhớ 32GB ha. Là thẻ nhớ xịn luôn ha, tốc độ cao 100 trên giây ha, 100 MB trên giây. Và có những cái chế độ như thế này thì nó mới ghi được cái chế độ là ghi 4K luôn các bạn ha. Lưu ý nha, có những cái loại thẻ nhớ nó không đáp ứng được, còn cái này là 100 luôn thì ok rồi ha. Rồi, thứ hai là phía bên ngoài đó là cái camera sau của cái xe thì mình biết rồi, cái này gắn phía sau để mà nó ghi trước và ghi sau luôn nếu chúng ta muốn. Và cái dây của nó 5m cắm vô trong này đó, thì chúng ta ghi được phía sau cũng hay. Ví dụ như thằng nào nó chạy nhanh quá, nó quất đít chúng ta, thì chúng ta sẽ có camera sau nó ghi lại luôn ha. Thì hai cái này xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần chính, là chúng ta sẽ mở cái hộp ra. Thì bên ngoài cái hộp thì các bạn cũng thấy rồi ha, đây thì nó có những cái biểu tượng bên ngoài để chúng ta thấy. Ví dụ như là 4K nè, cái này là chế độ là GPS, tức là nó định vị tọa độ ha. Rồi 3.0 IPS tạm dừng. Rồi mình nói lại ha, cái đây là cái ký hiệu của định vị tọa độ, đây là cái độ phân giải tối đa của nó là 4K. Cái này rất nhiều anh em không biết 3.0 IPS là cái gì. Đó là cái kích thước của cái màn hình sau, màn hình của cái này là 3 inch. Và chữ IPS nó viết tắt của chữ là Implant Switching, tức là những cái công nghệ mới, công nghệ IPS. Nó khác với cái màn hình LCD mà TFT cũ, thì nó cái này nó có độ phân giải cao hơn, độ sáng cao hơn, độ trung thực màu tốt hơn. Các bạn lưu ý nha, có những cái màn hình bây giờ nó vẫn có là 3.0 mà TFT, tức là màn hình LCD đời cũ, còn bây giờ là IPS, là cái màn hình mới nhất hiện nay ha. Độ phân giải rất là cao, độ sáng cao, độ tương phản cũng cao luôn. Do đó chúng ta khi mà chúng ta đi trên đường mình hơi nắng một chút thì chúng ta vẫn nhìn thấy nó tốt hơn là cái TFT lịch cũ. Rồi, ở đây nó có wifi thì là nó để nó phát wifi để kết nối với điện thoại, nhưng hồi nãy mình nói ngay từ đầu á, tức là nó sẽ giúp chúng ta là không cần phải tháo cái này xuống, không cần phải tháo thẻ nhớ ra, mà chúng ta vẫn có thể là điều khiển được nó bên cái menu và cũng như là load hình ở trên này về điện thoại chúng ta một cách nhanh chóng. Đó. Rồi đây là cái màn hình khóa, để cho là chúng ta khóa những cái file mà quan trọng lại, không bị mất đi. Đây là cái cảm biến chuyển động ha, là cái như là chúng ta ở chế độ là khi mà xe chúng ta đậu á, mà có ai chuyển động phía trước cái màn hình này hay như thế nào đó thì bắt đầu nó ghi lại. Và cái chữ CPL này nè, là nó rất là quan trọng, là đây là cái màn cái 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 cái
cái lớp mà cái màng lọc phía trước của ống kính chúng ta đó, để cho chúng ta có một cái khi chúng ta đi ngoài trời nắng chẳng hạn như ở những vùng khác nhau, thì cái CPL, cái ống kính lọc CPL này giống như mà là ống kính CPL của máy ảnh đó, nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh đẹp nhất ha, và màu sắc nó rực rỡ hơn. Cái này là cái CPL ống kính đây mà chúng ta có thể xoay được nha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra bên trong để bạn sẽ thấy kỹ hơn. Đây. Thì trước mắt là ban đầu là chúng ta thấy là có một cái bao ni lông mềm mỏng ha, nó sẽ bao cho cái này. Thì từng mẫu một. Cái đây là cái tiếp điểm nè. Cái tiếp điểm mà để kết nối với cái bộ nguồn ha. Còn đây là cái nút để cắm camera sau. Đây là cái nút ghi hình. Và để khóa lại ha. Khi mà chúng ta phát wifi ra xong, chúng ta bấm cái nút này để thoát ra, phát wifi ra. Và cái này là hai cái này là cái menu lên xuống, và cái này ở giữa là để enter. Bên này cũng vậy luôn ha, cộng trừ và cái ở giữa enter luôn. Thì cái này mình sẽ nói sao luôn. Model của thằng này là A28 này ha, và nó cũng có những cái 4K wifi IPS rồi này kia, định vị vệ tinh rồi rõ ràng luôn. Thì trước mắt là nhớ là như thế thôi. À đây là chúng ta lưu ý là đây là cái thẻ, cái chỗ khe cắm thẻ nhớ ha. Rồi thì ở trong này ngoài cái này ra thì còn cái gì chúng ta phải tháo tiếp cái này ra. Đây, ở trong này có rất là nhiều đồ chơi. Hồi nãy mình đã chỉ các bạn rồi, đây là cái tiếp điểm nè. Tiếp điểm này là để kết nối với cái này. Khi chúng ta gắn cái này trên xe thì cái tiếp điểm này nó kéo vào một cái, chúng ta làm luôn. Để các anh em có thể không biết thì làm cho nó dễ luôn. Đây, ta kết nối vô đây nè. Đúng không? Rồi, cái này gắn vô trong cái kiến xe và cái này chỉ ra phía trước. Còn chúng ta muốn kéo cái này ra thì chúng ta phải kéo cái này cái là chúng ta rút ra ha. Chúng ta rút ra ha, rất là đơn giản. Đây là cái nút để chỉnh cái này lên xuống, thì cái này ai cũng biết rồi thì mình không có nói nhiều nữa. Rồi, ở trong xe thì có một cái rất là quan trọng. Đó là cái này chúng ta sẽ cắm vào trong cái này là cắm vô cái lỗ mà sạc điện á, cái lỗ lấy điện ở trên xe hơi của mình ha, các bạn biết rồi đúng không? Cắm vô đây, và cái này thì cắm vô trong cái xe để mà cắm vô trong cái này nè. Các bạn lưu ý nha, không có cắm trực tiếp vô đây nha. Cái này là cái lỗ lấy camera của camera sau. Hai cái này nó khác nhau. Rất là lưu ý cái này giùm mình nha. Cái này là cái nguồn này nè, là nó sẽ cắm vô trong cái này. Đây, nó cắm vô đây nè. Và từ cái thằng này nó mới cấp điện vô cho cái này. À, cái này lưu ý cực kỳ quan trọng luôn nha các anh em ha. Đó, nó cấp điện vô đây nè. Đó, nó như thế này nè. Là cái điện nó vô trong cái này rồi cái này nó mới vô đây. Chứ không có là rút cái này ra, anh em lấy cái này mà anh em cắm vô đây là không đúng nha. Cái lỗ này là để cắm cho cái camera sau ha. Đây, lưu ý đó giùm mình nha. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Luôn luôn là cắm cái bộ nguồn này vô trong cái cục ở trên, rồi cục ở trên mới gắn vô ở trong này để mà lấy điện ra nha. Cái này là nó truyền điện từ cái đó xuống cái này nè. Rồi xong, tạm dừng. Lưu ý cái này xong thì chúng ta còn một cái nữa chúng ta phải lưu ý quan trọng nhất. Đó là cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Trước khi chúng ta gắn lên xe như thế nào đó, chúng ta nên bỏ thời gian đọc trước cái này một chút xíu ha. Nó có rất là nhiều cái hướng dẫn trong này để chúng ta đọc. Chức năng của các phím như thế nào có hết. Giống như hồi nãy giờ mình nói á, nhưng mà anh em chưa rõ thì anh em có thể đọc lại thêm. Và cái này thì nó cũng có thể hiện cho chúng ta thấy là ví dụ đọc bảng số rồi này kia, giới hạn tốc độ này kia hết nha. Và ngoài ra thì là đây nè, tốc độ này, khoảng cách nè, và ví dụ như nó sẽ đọc cho mình này là camera đèn giao thông nè, thấy không, đường xấu nè, rồi những cái khu nguy hiểm sắp qua cầu, sắp qua hầm, sắp vào kho bạc chẳng hạn như vậy á, đầy đủ hết ha. Đó thì nó đọc biển xong thì nó đưa ra, nó thông báo cho chúng ta luôn. Cái camera 28 này nó rất là thông minh. Rồi bên cạnh đó là có cái thẻ bảo hành của nhà sản xuất ha, chính hãng luôn nè, có chữ thẻ bảo hành chính hãng của những cái nhà sản xuất Web Vision này, các bạn lưu ý ha. Rồi xong. Thì mình cũng đã review sơ cái camera hành trình Web Vision A28 cho anh em. Tất cả những cái gì mà anh em còn muốn hỗ trợ thêm, thắc mắc về cái sản phẩm này, cũng như là
trong quá trình sử dụng có bất kỳ cái câu hỏi nào thì anh em có thể gọi ngay cho cái nhà cung cấp là công ty Nano, cái số hotline là 0933664402 của kỹ thuật, hoặc là cái số tổng đài là 0902828961. Và để mà coi được những cái clip khác của mình một cách mới nhất thì các bạn có thể là giúp mình bằng cách là like cái kênh là Alexo Technology Channel, và chúng ta subscribe, tức là chúng ta bấm đăng ký cái kênh này luôn và bấm cái chuông bên cạnh đó, để khi nào mà ví dụ mình ra một cái clip mới về những cái loại camera hành trình khác hoặc những thiết bị công nghệ khác thì các bạn sẽ nhận được ngay cái thông tin đó để các bạn xem nóng hổi luôn, đúng không? Rồi thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Alexo Technology Channel nhé. Các bạn có thể đánh cái chữ là xem camera.net để nó link thẳng vào cái kênh này rất là nhanh. Rồi, xin chào ạ.